Vâng, em xin chào các bác. Hôm nay em giới thiệu một con giày mã đến từ hãng Lockman. Con này Lockman DA100. Tình trạng này còn thùng xốp, dây nguồn, catalog và tặng kèm thêm một sợi dây USB. Thì con này tổng thể thì cũng có ít tay xước ạ. Tay xước nên em bán mức giá cũng rất là tốt, chỉ 9 triệu thôi. Mặt thì còn đẹp ha, mặt thì còn đẹp. Con này kích thước rất là nhỏ gọn, chỉ rộng tầm 150, 150, sâu khoảng 210 và cao tầm 70 cm, nặng 2,3 kg. Thì nó có chơi được từ USB, từ máy tính này, máy tính rồi cùng quang cùng trục. Con này made in Japan. Để em sẽ test và bài nhạc các bác nghe coi. Ok, với mức giá là 9 triệu. Bạn nào mua thì có thể liên hệ qua Zalo của em ạ. Vâng, em xin chào các bác.